Vâng, xin kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh. Buổi tối hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà cũng kênh chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi liên quan. Đó là những cái tố chất, những cái kỹ năng nào cần có của một nhà xã hội học. Thưa các bạn, là để trở thành một nhà xã hội học thì chúng ta cần có những cái tố chất, kỹ năng gì? Và đây có thể nói là một câu hỏi không chỉ các bạn thí sinh chuẩn bị đăng ký thi vào chuyên ngành xã hội học quan tâm, mà rất nhiều bạn sinh viên đang học ngành xã hội học cũng rất quan tâm đến cái chủ đề này. Chính vì vậy mà hôm nay thì kênh sẽ chia sẻ với các bạn những cái nội dung xoay quanh cái chủ đề về bàn về cái những cái tố chất và những kỹ năng của một nhà xã hội học. Đối với tôi thì với gần 20 năm làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về xã hội học thì theo tôi thì để trở thành một nhà xã hội học thì trước hết bạn phải là một người có cái tư duy phân tích tốt để có thể phân tích và chạm tới, thậm chí là nắm bắt được những cái sợi dây bản chất xuyên suốt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình xã hội. Và để đi tới cái đích này thì thưa các bạn, chúng ta cần có cái sự tự tin cũng như là sự kiên nhẫn, bởi vì làm xã hội học, làm nghiên cứu, là đặc biệt là nghiên cứu xã hội, là một quá trình khá là vất vả, khá là gian nan. Thưa các bạn, tiếp đến là hai yếu tố không kém phần quan trọng đối với một cái người làm nghề xã hội học, đó chính là khả năng giao tiếp tốt và tính nhân văn cao cả. Bởi vì người mà chúng ta tiếp xúc, người mà chúng ta làm việc, đối tượng mà chúng ta làm việc trực tiếp, đó chính là những con người, và thậm chí đây là những con người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó chính là những nhóm, có thể là những nhóm yếu thế, nhóm mại dâm, nhóm ma túy, nhóm phụ nữ bị buôn bán trở về, những cái nhóm nghèo khó, những cái nhóm đồng bào dân tộc thiểu số. Thì thưa các bạn, là chỉ khi chúng ta có kỹ năng giao tiếp tốt thì chúng ta cái việc tiếp cận những cái nhóm đối tượng này mới được thực hiện một cách dễ dàng. Và chỉ khi mà chúng ta có cái tinh thần nhân văn cao cả thì chúng ta mới có thể đồng cảm, mới có thể chia sẻ, mới có thể tìm hiểu rõ được ngọn ngành đời sống của các nhóm đối tượng này để phục vụ cho cái nội dung nghiên cứu của chúng ta. Một cái kỹ năng không thể thiếu được đó chính của một nhà xã hội học, đó chính là kỹ năng viết báo cáo, khoa học. Thì cái kỹ năng viết này sẽ giúp các bạn diễn tả chính xác những cái ghi nhận trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, đặc biệt là khi chúng ta viết các cái báo cáo nghiên cứu, các báo cáo sau những cái chuyến điền dã mà chúng ta phải bươn trải ngày đêm trên thực địa, thì chúng ta phải viết được những cái báo cáo kết quả nghiên cứu. Thì chính vậy mà cái yếu tố, cái kỹ năng viết rất quan trọng của chúng ta. Thưa các bạn, tóm lại những cái tố chất, những cái kỹ năng cần thiết của nhà xã hội học, nói một cách ngắn gọn đơn giản nhất thì nó bao gồm: thứ nhất là cái tính thích tìm hiểu các cái quy luật trong đời sống xã hội. Khi mà chúng ta thích tìm hiểu thì chúng ta tất cả mọi vấn đề chúng ta quan sát thấy bằng cái góc nhìn xã hội học trong cuộc sống xã hội hàng ngày, thì chúng ta sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cái việc thực hiện các nghiên cứu thành công trong nghề. Thứ hai là chúng ta cần có một cái tư duy phân tích tốt các vấn đề xã hội. Với cái góc nhìn xã hội học, với các công cụ mà các nhà xã hội học được đào tạo, thì họ sẽ có một góc nhìn khá tốt, một góc nhìn đa chiều về các cái vấn đề xã hội, các hiện tượng, các quá trình xã hội, giúp cho chúng ta có những cái phân tích đối với các quá trình xã hội, các cái hiện tượng xã hội đó một cách sắc sảo, với cái góc nhìn đa chiều hơn. Thứ ba đó là nhà xã hội cần có cái suy nghĩ một cách sâu sắc, độc lập, và thêm đó là sự sáng tạo. Một cái điểm nữa, một cái tố chất nữa, đó là nhà xã học muốn thành công thì cũng cần có cái sự chăm chỉ, chịu khó, cái sự ngăn nắp tỉ mỉ trong cái việc, trong công việc của mình, đặc biệt là trong các cái thiết kế nghiên cứu. Từ những cái việc nhỏ nhất như là thiết kế đề cương nghiên cứu, đề tài dự án, hay là những cái việc liên quan đến xây dựng thiết kế ý tưởng nghiên cứu, xây dựng các cái bộ câu hỏi. Một cái khả năng khá quan trọng đó là khả năng tổ chức những công việc, đặc biệt là khả năng
tổ chức một cái cuộc khảo sát thực địa là một cái kỹ năng khá quan trọng đối với một nhà sao học. Những cái kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng viết báo cáo, viết đề cương dự án, viết đề cương đề tài cũng là một trong những kỹ năng khá quan trọng của một nhà sao học. Bên cạnh đó thì nếu chúng ta nắm bắt được những kỹ năng xử lý, phân tích số liệu bằng các phần mềm chuyên dụng thì đây là một cái lợi thế cho các nhà sao học trẻ. Nếu chúng ta làm tốt được điều này thì chúng ta sẽ có khả năng thành công hơn trong cái nghề nghiệp của mình. Và cái một cái điểm mà tất cả các ngành khác chúng ta đều có nhưng ngành sao học chúng ta cần quan tâm hơn, đó là những người làm sao học cần có khả năng tự học, tự nghiên cứu và không ngừng học tập, nâng cao cái trình độ kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội để phục vụ cái nghề nghiệp của chúng ta. Thì đấy là những cái khái quát cơ bản nhất về những cái tố chất và kỹ năng cần có của một nhà sao học. Thì chúc các bạn thành công trong nghề, và các bạn có câu hỏi nào còn băn khoăn, còn chăn trở thì các bạn hãy bình luận ở dưới, chúng tôi sẽ dành thời gian để trả lời cho các bạn được rõ hơn về cái nghề này. Và cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ, hãy đăng ký kênh để có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Xin chào các bạn.